Dạ em mời anh à. Ừ. Nguyên, dạ, anh Nguyên. Nguyên. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Thì anh đã trải qua 2 mối tình. Mối tình 2018. Dạ. Mối tình lâu nhất là khoảng tầm 1 năm 5 ngày. Lâu nhất là 1 năm 5 ngày. Để tôi nghe cái câu chuyện của ông này nè. Nói tôi nghe coi. Cái kiểu như là thương nhất á. Dạ mà chỉ có 1 năm 5 ngày. Cái lý do là tại vì cô đó ra Bắc học và kiểu giống như muốn ở ngoài đó luôn. Thì xa nhau rồi cái tình cảm nó không có... Mà yêu xa rất là khó. Nhất cự ly nhì tốc độ mà. Em là người chủ động chia tay. Và cái mối tình gần đây nhất là hồi năm rồi, 2020, là 4 tháng. Bớt chợt nhận ra người đó đang quen người yêu cũ rồi mà giấu em. À vậy là em là người thứ ba bớt đắc dĩ. Nó kiểu giống như là đang giận người kia đó, nhưng mà muốn quen một người để quên cái người kia. Nhưng mà cuối cùng lại là vẫn còn thương người đó. Và cuối cùng là đùng ra là em. Hiểu rồi. Cái công việc của bạn Nguyên là bạn ấy làm ảo thuật. Ảo thuật gia. Anh nói thiệt nha, tất cả những cái gì mà liên quan đến ảo thuật á, không những con gái thích đâu, con trai cũng thích. Và anh thấy tất cả những cái bạn mà làm ảo thuật á, cô gái giỏi hơn những bạn bình thường. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi anh, đúng rồi. Đúng đúng. Thì bây giờ em có một trò nhỏ muốn tặng cho Diễm và mọi người ở đây xem. Ok. Diễm và anh Thiện và chị Phương Trinh kiểm tra giùm em của bài bình thường không ạ? Bình thường. Bình thường. Ok. Mặt trước và mặt sau. Và đây, kéo ra một phần. Và bây giờ Nguyên sẽ lấy ra một lá bài bất kỳ. Ê, có nằm cơ. Chị em thích nằm cơ không nhỉ? Dạ, em thích. Ok, chị cho em mượn chị bút. Ok, rồi. Bây giờ đây. Nhớ tỉnh táo nha, người ta nói gì kệ người ta. Diễm ơi. Không, ký tên chứ không có dễ bùa. Dạ, okay, rồi. Chưa đẹp. Ký lên, ký lên, ký lên, ký lên. Ok, ok, ok. Rồi. Anh cầm giùm em đi. Ok. Đây là con nằm cơ. Chữ ký của Diễm xinh đẹp. Ok, mình sẽ up lại. Đơn giản là mình sẽ gấp nó lại. Mình gấp nó lại. Mình gấp nó lại. Pha. Cái điều quan trọng. Điều này bí mật lắm. Bí mật. Thôi mình bật mí đi. Diễm cắn nó giùm thôi. Cắn. Ok. Cắn chặt. Cho em mượn cái bút lại. Ok. Ở đây em có con sáu rô. Thế này, ok chưa? Sáu rô. Và đây cái bút của em. Em lại nhờ anh Thiện tiếp. Ok. Rồi, ở đây em có sô rô. Và em sẽ vẽ một cái hình nha. Thì mình vẽ hình trái tim đi ha. Gấp lại, gấp lại, gấp lại, gấp lại. Và em sẽ để bộ bài vào túi. Ok. Và em cũng cắn nó luôn. Ok. Và hiểu rồi, cho anh mượn hai bàn tay. Rồi, lành quá. Đừng nghĩ gì hết, nhắm mắt lại. Đừng nghĩ gì hết. Ơi, ơi, ơi. Không, không, không. Tôi đứng hình, nhắm mắt lại. Đụng cái thôi. Hồi nãy con em chọn là con gì nhỉ? Đầm, đầm cơ. Cơ. Và em có ký tên rồi đúng không? Dạ. Đúng. Em có tin là mối liên duyên của mình có thể đổi cho nhau được. Wow. Wow. Dạ, không tin đúng không? Anh không tin. Em không tin. 2 3 3. Wow. Vậy em mở cái này nhé. Ok, em mở đi. Phải chữ ký của em không vậy? Oh. Suy nghĩ về cái trò đó để Diễm tặng cho Diễm. Và khi đó là mình là người đầu tiên và trong 5 người được tiếp xúc với bạn nữ. Khi mà anh làm trò ảo thuật cho mình thì mình cảm nhận anh này có kiểu hơi thích đùa giỡn một xíu.